bàn giao thêm mẫu xe ít tiền cho mấy em trai ở Bảo Lộc đi, bán cho em trai quá rẻ, mẫu 8 mấy triệu, bao tư em giết, bao hồ sơ, bao ký rút, bao hết tất tật tật. À, giao xe cho em trai, xe quá trời anh em, anh em là mua ủng hộ cho Trần Anh nha. Honda Civic khách của đang coi đời xe đó, đó là mấy người em xuống coi mẫu xe bên Trần Anh, xe về nhiều lắm. Anh em nào thích mẫu nào thì alo cho em. Xong chưa anh? Xong chưa? Ôi chào em. Đây, em coi, xe này cũng bàn giao luôn cho em rồi, bán cái giá rẻ, bán cái xe lời 3 triệu. Kệ, ngại gì đâu, lời ít là được. Nè, đây là mẫu này là giao rồi. Đó, con laser. Em đăng clip mà bà con mua khách alo cho anh bán rẻ luôn. Đó, vậy còn ít xe thôi. Bên kia còn mẫu Vios giá cũng rẻ tiền cho anh em. Trăm mới cho anh em. Đây. Vios nè. Là mẫu Vios trăm mới cho anh em nè. Hàng giá hợp lý cho anh em nha. Anh em thích xe nào cũng có hết trong đây, còn nguyên bãi xe nè. Anh dắt vô tham quan bãi xe của mình đi. Vô đi. Bãi xe từ xe đời thấp đến xe đời cao có hết các kiểu loại điệu nha. Và đặc biệt phương châm Trần Anh bán hàng là bán rẻ, bán sổ, bán lỗ, bớt nửa bớt mãi. Trần Anh có câu như vậy nè: bành là bà nội máy bơm, tivi tủ lạnh, nồi cơm điện đài, công tơ cassette đồng hồ, xe không dùng nữa đóng gói lại thành hàng bán đi. Cô chú chị thấy không? Đó, cứ bán đi. Giá 200, giá 125, giá 201 máy dầu hết nha. Đây là giá 1 tỷ. Đây là giá 330 Accent 29 Cru thì anh em biết rồi. Đó, anh em biết mẫu Cru rồi. Cru đẹp 21 nha. Giá cho anh em 200. Mẫu này quá hợp lý. Anh em có hợp lý không? Nhìn nó dáng em thông thả mình dài nha. Đó, mình dây đứng thẳng gọn gàng. Ái ý ơi. Đẹp không bà con? Đây là máy dầu nè. Giá cũng hợp lý cho anh em nè, 201. Đó, anh em nào mua cho anh bớt nữa chưa? Đó, đồ chơi lên kính rồi. Mình bán xe mình cứ vui vẻ đi. Cứ vui vẻ với anh em là quan trọng, là cái sự vui vẻ, sự nhiệt tình thôi, chứ không quan trọng là bán được hay không nha. Đối với Trần Anh thì không quan tâm vấn đề là bán được hay không. Rằm tháng 7 cúng cô hồn gì cũng không quan trọng. Cứ bán, được chưa? Bán nữa, bán mãi và suốt cuộc đời này mãi mãi bán nha. Và bớt nữa, bớt mãi suốt cuộc đời này sẽ phải bớt. Đây là mẫu này cũng rẻ nè. Anh em giá nè, cho anh để anh em 165. Đẹp không? Xe này chủ nhà lên mấy chục triệu tiền người chơi rồi. 4 quả giỏ là anh chị biết bao nhiêu tiền không? Đi abroad 4 quả giỏ mới tin. 4 quả giỏ này đâu đó rơi nằm tầm cỡ 5 triệu, hơn 5 triệu, 5-6 triệu một cái đó. Là 24 triệu lên cùng ABS 20 mấy triệu nữa. Đồ chơi trong full kính rồi, máy dầu nha. Được cái chủ nhà đi, người ta cũng giữ cái xe ok nha. Được cái này là hai cầu nè, là hai cầu địa hình nè. Đó, hàng hiếm, hàng ít khi mà gặp mẫu Ford hai cầu lắm. Anh em đi hai cầu thì nó khỏe nha, cầu nhanh cầu chậm, kể cả đi off-road anh em vô vùng đồi núi địa hình sông suối cài cầu là chạy ok luôn. 71 Bến Tre, ai đứng như bóng dừa mà tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là nàng Ford Everest ở Bến Tre? Nhưng em ấy đã làm dâu bên nhà Trần Anh rồi, được chưa? Do ly nè, anh em nào hỏi Trần Anh còn do ly đây. Do ly giá rẻ cho anh em. Do ly này thì mẫu này giá cực kỳ là rẻ cho anh em, chỉ có đâu đó loanh quanh cho anh em 110 thôi. Đó, anh em bán 120 Trần Anh bớt 10, còn 110 cho anh em. Được chưa anh em? Anh em thiện chỉ mua Trần Anh bớt cho 5 triệu. Đó, Trần Anh bớt ghê lắm chứ không phải là bớt kỳ kèo 1-2 chai lắm gì. 1-2 chai không đủ bà con chầu nhậu, và cái 1-2 chai không đủ mua lon sữa cho con. Cho nên bớt hẳn từ 5-9-10 triệu. Mẫu này cũng vậy nè, bớt phát 10 triệu nè, còn 150 nha. Xe 23 Kia Morning 150. Anh em nào thiện chí mua Trần Anh bớt thêm 5 triệu nữa cho. Đó là tiền sữa cho anh em nha. Chỉ có Trần Anh mới bán giá này thôi, không ai bán giá này cho anh em đâu. 23 Kia Morning form mới, được chưa anh em? 145 triệu tìm đâu ra được mẫu này. Tìm thử đi. Bao anh em đi tìm luôn. Xì bắt đời 22 145 triệu. Đó là những anh đang nói giá bán rồi đó. 140 máy là ABS máy 1.2. Máy 1.2 anh em phải phân biệt như vậy nè.
là em nó sẽ có dàn mâm đúc nguyên bản của dòng Chevrolet Spark. Đó là máy 1.2 cho anh em, được cho anh em. Hàng ok chưa? Chuẩn chỉ nha, xịn sò cho anh em. Dây GL để anh em có 130 triệu mẫu này. Bản GL 77 như là Phú Yên, Quy Nhơn gì đây. Đây anh em à. GL màu nho là màu nhau. Anh mò em trong một màn đêm mưa dông bão tố. Được chưa? Chúng ta đã tạo ra một em dây GL cực kỳ là mignon trong cuộc sống luôn. Được cái dàn lòng của em nó là nguyên bản là ghế nỉ màu xanh rì. Anh chị nè, ghế đẹp không? Đó, đúng bản GL luôn nha anh chị nha. Xe chuẩn chu lắm, giá có 130. Anh em thấy ok không? Giá bán công ty đến 140 lận. Cho anh bớt cho 10 triệu còn 130 triệu. Anh em thiện chí mua, cho anh bớt cho 2 triệu tiền cà phê. Đó là cái tình nghĩa anh em chắc nãy bền lâu là ở đây. Được chưa anh em? Đó, anh em thấy sơ bản GL không? Đăng kiểm tháng 5 24 luôn. Màu nho là màu nhau nha. Anh chị nào thích màu nhau thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Bên đây còn mẫu dây. Đây là mẫu dây nè. Dây 2004. Giá cho anh em chỉ có 125 tiền. Nè, 125 tiền rẻ không? 2004. Đó, 7 chỗ siêu nhọn. Siêu gọn, được chưa? Form dáng thì đẹp. Nội thất to rộng rãi sạch sẽ. Ok. Nói chung là đi tốt trung bền với mẫu này nha anh em. Vivan, anh em nào thích Vivan, Trần Anh ghẻ luôn. Nè, Vivan 2009 số tự động. Mấy mẫu này chạy qua 5 tháng thì chắc chắn máy móc canh chỉnh làm. Anh em thấy không? Số tự động nha, 209. Để cho anh em một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi. 135 bớt 10 còn 125. Hợp lý không? 125 triệu anh em là mua thiện chí bớt phát 5 triệu luôn. 120, hợp lý chưa? 209 nữa. 49 của em 46559. Đẹp không? Quá chuẩn chỉ. Crew 160 mấy triệu. Xe này không mua, mua xe gì? Đây nè. 2009 thì phải, 9 hay 11 đây. À 2010. 2010. Anh em thấy sao, hợp lý không? Máy 1.6 nha. Máy móc được rồi, bảo dưỡng hết 50 triệu. Anh chị phải hiểu cái từ bảo dưỡng nó là từ làm máy. Đó, được chưa anh em? 60 Đồng Nai 70745. Nước sơn đẹp lắm, mẫu gia đình nha. Innova 215 báo luôn. Hàng G 2011. Đây là 2011. Hàng G nha. Đó, giá cả cho anh em rồi đó, báo luôn rồi đó. 215. Trần Anh thì tính em thì nhanh còn lẹ lắm, không có thích rườm rà. Không có thích kỳ kèo nha. Anh em nào cho Trần Anh 1 đồng cho anh cho anh em 10 đồng. Chắc chắn với anh em điều đó rồi. Cho Trần Anh 1 đồng cho anh cho anh em 10 đồng. Anh em lấy của Trần Anh 5 đồng, Trần Anh sẽ khuyến mãi anh em 2 đồng nữa là 7 đồng. Tất cả là một chữ tín vạn niềm tin cho anh em thôi. Tất cả là dành hết cho khách hàng. Khách hàng là thượng đế, khách hàng là nồi cơm điện trên quê hương em và khắp đất trời biển rộng bao la. Ok chưa cô chú anh chị? Có khách hàng với có mình. Còn không có khách hàng thì sẽ không có mình. Đó là quy luật trong cuộc sống rồi. Cứ mua nữa là bớt nữa. Xe nhiều lắm anh em ơi. Rằm ngày cô hồn mà cũng Trần Anh cũng bán được, phải gọi là khá là nhiều xe anh em nha. Khá là nhiều xe. Đó, xe cập nhật về cho anh em á, từ máy dầu, máy xăng đồ, phân khúc ABC, ZD, GLM gì đó có hết á. Anh em thích mẫu nào thì alo cho em. Tới đây trực tiếp làm việc với Trần Anh. Giá hợp lý gọi cho em, cứ mua là bớt, mua là bớt. Bớt chừng nào cho không còn gì để bớt nữa thôi. Bớt mãi, bớt suốt nha cô chú anh chị. Mãi mãi bớt. Vui không? Không, mình mua bán là mình phải vui vẻ vậy. Được chưa anh em? Mua cũng được, không mua cũng được. Không quan trọng. Quan trọng chúng ta mãi mãi là anh em. Tình nghĩa anh em mãi mãi bền lâu. Được chưa? Thôi Trần Anh chúc anh em có một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nha. Trần Anh see you and goodbye.